Hamas đã phóng rocket vào căn cứ Israel có chứa vũ khí hạt nhân, nhưng không rõ đây là ngẫu nhiên hay cố ý. Theo báo The New York Times, vụ việc gây sốc xảy ra khi Hamas tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10. Căn cứ bị tấn công là Sdodmita, nằm cách Gaza khoảng 40 km về phía đông bắc và cách Jerusalem khoảng 24 km về phía tây. The New York Times cho biết rocket của Hamas tấn công căn cứ Sdodmita vào lúc 10 giờ sáng 7 tháng 10. Tên lửa Hamas sau đó lao vào khe núi, gây ra đám cháy thảm thực vật xung quanh. Báo cáo cho biết, kho vũ khí hạt nhân và vũ khí nhạy cảm khác của Israel không bị rocket Hamas đánh trúng, nhưng đã gây ra ngọn lửa nằm quanh căn cứ Stormita. Israel hiện vẫn từ chối bình luận về thông tin mà tờ báo Mỹ đề cập. Không rõ khi phóng rocket vào căn cứ này thì Hamas có biết đây là căn cứ quân sự có khả năng hạt nhân của Israel hay không? Hamas cũng chưa lên tiếng về vụ việc. The Telegraph cho hay, tới nay Israel chưa bao giờ xác nhận hay phủ nhận các báo cáo về việc họ sở hữu kho vũ khí hạt nhân. Các báo cáo cho biết Israel có thể đã phát triển các loại vũ khí hủy diệt từ cuối những năm 1960. Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Washington, Mỹ tính toán rằng Israel đang sở hữu khoảng 90 đầu đạn hạt nhân. Nếu đúng như vậy, Israel đứng thứ 8 trong danh sách các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ sau Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Pakistan và Ấn Độ. Hamas bất ngờ tấn công xuyên biên giới vào Israel hôm 7 tháng 10, khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt tới giải Gaza làm con tin. Cơ quan y tế Palestine cho biết, các cuộc tấn công đáp trả ngay sau đó của Israel đã khiến hơn 15.500 người tại Gaza thiệt mạng. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố quân đội nước này đang tấn công vào các khu vực mà họ chưa tấn công kể từ đầu cuộc xung đột ở Gaza, đồng thời cảnh báo các chỉ huy cấp cao của Hamas ở phía nam dãy Gaza. Báo The Times of Israel dẫn lời ông Gallant nói với báo giới khi đến thị sát khu vực biên giới giữa Israel và Gaza tối 2 tháng 12, trong hai ngày qua Israel cũng đang hoạt động ở những khu vực mà Israel không hoạt động trong tháng trước. Israel sẽ tiếp cận mọi khu vực cần tiếp cận. Israel đang hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn nhóm Hamas. Theo ông Gallant, chiến dịch tấn công của lực lượng phòng vệ Israel vào giải Gaza đã đạt được nhiều tiến triển quan trọng, trong đó có việc tiêu diệt các thủ lĩnh cấp cao của Hamas. Giữa lúc lực lượng phòng vệ Israel dự kiến mở rộng các hoạt động trên bộ ở miền Nam Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng chỉ huy các tiểu đoàn của Hamas ở phía bắc Gaza đã biết rất rõ những gì lực lượng phòng vệ Israel có thể làm. Vào ngày thứ hai xung đột tái diễn sau ngừng bắn nhân đạo, quân đội Israel ngày 2 tháng 12 tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tổng lực vào giải Gaza. Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào khu vực Khan Yunis ở miền Nam Gaza. Người dân mô tả đây là vụ đánh bom nặng nề nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Người dân ở các khu vực phía đông thành phố Gaza đã được quân đội Israel yêu cầu sơ tán xa hơn về phía nam. Phía Israel tin rằng một số thủ lĩnh Hamas đang ở trong thành phố. Bộ Y tế Gaza cho biết, ít nhất 193 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào ngày 1 tháng 12. Tổng thương phong chiến dịch tấn công kể từ ngày 7 tháng 10 của quân đội Israel vào Gaza đã lên tới hơn 15.200 người chết và gần 41.000 người bị thương, hầu hết là dân thường. Tại cuộc họp tối 2 tháng 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ tiếp tục hoạt động quân sự của Israel cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu trong việc loại bỏ Hamas và đảm bảo giải thoát các con tin. Ông cũng thừa nhận rằng khó khăn đang ở phía trước. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang tiếp tục phối hợp với Mỹ và các tổ chức quốc tế để xác định khu vực an toàn cho dân thường Palestine ở Gaza. Theo ông, điều này rất quan trọng vì Israel không muốn làm hại người dân. Người phát ngôn tiếng Ả Rập của lực lượng phòng vệ Israel đã đăng bản đồ lên mạng xã hội, chỉ ra những khu vực dân thường nên rời đi, hướng dẫn người dân ở các khu vực phía đông Khan Yunis sơ tán xa hơn về phía nam đến các nơi trú ẩn ở Rafah, một dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công trên bộ có thể sắp xảy ra. Đài BBC mô tả các bệnh viện đã đầy thương vong, tại bệnh viện Nasser ở Khan Yunis, một số bệnh nhân được điều trị ngay trên sàn. Trong khi đó, thủ lĩnh Hamas nói với đài Al Jazeera rằng sẽ không có thêm thông tin nào được trao đổi với Israel cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời khác và đảm bảo việc thả những người còn lại bị bắt giữ hôm 7 tháng 10 đã sụp đổ vào ngày hôm qua. Một quan chức Palestine quen thuộc với các cuộc đàm phán nói với đài BBC rằng các cuộc đàm phán hoàn toàn bị đình trệ, không có liên lạc hay nỗ lực nào để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới. Thủ tướng Netanyahu đã rút toàn bộ các nhà đàm phán của Israel khỏi Qatar văn phòng ông Netanyahu ra thông cáo Hamas không hoàn thành theo nghĩa vụ của thỏa thuận bao gồm việc thả tất cả trẻ em và phụ nữ theo danh sách được chuyển cho họ